hôn với nhau rồi. Không phải là thật, có phải không Yên? Là thật. Vậy còn giữa chúng ta? Giữa chúng ta? Chúng ta chưa từng có gì hết. Trước giờ chỉ có album tự suy diễn. Mi yêu anh George mà. Vậy thì anh cũng muốn nói với Mi. Hiện tại anh và Kim, tụi anh đang tìm hiểu nhau. Vậy tốt rồi. Em chúc mừng anh Pum và Keo nha. Chúc mừng nha Keo. Không sao đâu anh Bươm mà, anh phải mạnh mẽ lên. Em sẽ ở bên cạnh anh, ủng hộ anh. Ổn không hả? Mạnh mẽ lên nào, chàng trai của em. Mạnh mẽ lên. Đồ ăn cướp mà. Thật đó Minh, anh và Keo thật sự không có gì đâu. Bây giờ em cứ tin anh. Dì nghĩ là về hình thức á, con muốn làm thế nào thì con cứ quyết định đi. Diễn sao cũng được. Dạ, có gì con sẽ hỏi ý kiến của Mi xem sao nha dì. Con cứ làm đi. Dạ. Ừ. À, Mi. À, Mi, con về rồi hả? Lại đây ngồi đi con. Ngồi đi con. Anh mang ngày lành tới cho dì chọn đó Mi. Ngày lành
Phải. Theo dì thì chọn ngày lành gần nhất là tốt nhất. Sao lại phải vội như vậy? Quyết định năm sau đi. Đừng có quan tâm ông ấy, cứ quyết định vậy đi George. Mi nè. Nhưng mà mẹ ơi, sao lại kêu? Tối qua biến đi đâu mất cả đêm, lúc về còn dẫn theo đàn ông. Chuyện này là sao hả Pum? Sao tối qua hai đứa không về nhà? Dạ con xin lỗi. Hay là cậu và con nhỏ keo này, con xin lỗi gì? Vì đã hư hỏng. Vậy có nghĩa là hai người đã... Chúc mừng anh nha anh Bum. Chúc mừng nha keo. À đúng lúc lắm, tôi và My cũng đang chọn ngày lành để làm đám cưới đây. Thật sao My? Thật. Con mẹ là dễ thương nhất trên đời. Đợi em với. Em nói rồi mà, em nên thay quần áo thôi. Em định đi đâu vậy? Thì em đi theo anh Bum đó. Vậy anh có về chung cư ngay không? Anh định tới nhà của Bin, ghé qua thăm Kitty một chút. Vậy em đi với anh nha. Em cũng nhớ Kitty lắm. Dạ mẹ con gửi đồ dâng lên cho sư cô. Đây là thuốc thảo mộc, uống cái này bổ máu đó sư cô. Cho sư cô gửi lời cảm ơn mẹ thí chủ. Keo có tới thăm sư cô không vậy? Con có gửi tin nhắn cho cô ấy, nói sư cô dạo này có vẻ không khỏe. Không có thấy nói tới, nhưng mà sư cô cũng không bị gì nặng hết. Đừng có làm phiền tới Keo, chắc nó bận việc lắm. Dạ sư cô. Vậy con xin phép về trước, ngày mai con phải đi thi. Chúc thi chủ may mắn. Dạ. Sư cô. Ai gọi tới vậy kêu? Là anh Dệt. Bắt máy đi, biết đâu có chuyện gì gấp sao.
chắc không có chuyện gì đâu. Anh ấy gọi cho em tận mấy lần lận, chắc là có việc gấp đó. Không có gì đâu anh. Thì em cứ thử bắt máy đi, vậy cũng an tâm là không có chuyện gì. Dạ được rồi. Alo, có chuyện gì không anh Trịch? Em mau tới thăm sư cô đi kêu. Anh nghĩ sư cô bị bệnh nặng lắm đó, nhưng lại giấu không muốn nói với mọi người. Em không rảnh đâu. Ê kêu, đây là mẹ của em đó, em tới thăm một chút cũng không được sao? Anh Trịch đừng làm quá lên vậy chứ. Anh là bác sĩ hay sao hả? Làm như anh biết mọi thứ hết vậy đó. Cứ vậy đi, khi nào em rảnh thì em sẽ ghé thăm. Kêu, kêu. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu anh. Anh Trịch chỉ gọi tới nói là mẹ sao không được khỏe thôi. Không khỏe sao? Vậy kêu mau tới thăm mẹ đi, biết đâu mẹ bệnh nặng thì sao? Vậy tốt quá, em sẽ đưa anh Bưng tới gặp sư cô soi. Mẹ của em tốt bụng lắm. Anh đã có hẹn với Kitty trước rồi, không muốn thất hẹn đâu. Vậy hay là anh cho kêu xuống đoạn này nha. Mấy giờ thì anh về tới chung cư vậy? Em sẽ ở đó đợi anh nha. Có thể là anh sẽ ngủ lại đó với lại Kitty. Nhiều ngày không gặp cho nên anh cảm thấy nhớ con bé lắm. Dạ, vậy... Gặp nhau ở công ty sau nha. Dạ. Toàn là gọi tới không đúng lúc thôi. Cô muốn đi đâu đây? Đi chùa Đông Soảnh. Nè. Dạ. Đi được chưa vậy? Dạ. Đi ngay. Nhà cô ở gần chùa Đông Soẩn hả? Em gọi sao lại không bắt máy hả? Anh gọi lại cho em nha. Cô tên là Keo sao? Nhiều chuyện quá vậy, lo lái xe đi. Tôi xin lỗi. Còn chưa trả lời nữa. Hả? Vậy bây giờ chuyện này phải làm sao đây? Trời ơi, em đã nhắc anh hoài mà, đã dễ sai còn ham uống nữa. Thấy chưa, bây giờ có chuyện rồi đó. Chắc là anh phải chịu trách nhiệm thôi. Ấy, bây giờ là thời đại nào rồi, tình một đêm cũng được mà anh Bum. Không biết nữa, anh cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Chết rồi, chết rồi. Anh là người tốt mà ha.
có định nói gì với mẹ không? Thôi cứ để sau đã. Anh thấy tội nghiệp chứ có yêu cô ta không? Cũng không ghét bỏ gì. Trước đây cũng thấy rất là ấn tượng. Nhiều khi nếu như anh không quen Mi, anh tán tỉnh keo rồi cũng nên. Mà hai người hòa hợp được sao? Cô ấy cũng không cùng loại người với chúng ta. Em nghĩ là anh Bùm nên nói chuyện với cô ấy đi. Cứ nói bây giờ anh chưa có sẵn sàng. Nói thử thôi cũng được. Mà em xin anh đó, đừng có đưa con nhỏ keo đó về chung cư ở nhà anh Bùm. Đi. Dạ. Tiền thừa là 35 ngàn. Ồ, thiệt là đúng là chậm chạp mà. Thôi khỏi, trả lại đi. Cảm ơn cô Kèo. Chắc là không tình cờ tới mức đó chứ. Sao lại nói là sư cô bệnh vậy? Thì cũng không có nặng gì đâu con. Nếu mà không có gì nặng, anh gọi em làm gì chứ? Cái này có phải của cô Kèo đó không ta? Đây là mẹ em mà kéo. Anh không gọi cho em thì anh biết gọi cho ai đây? Thì khi nào cần thiết mới gọi chứ. Không phải cứ hỏi chút là gọi đâu, hiểu chưa? Người này là mẹ của em. Bệnh nhẹ hay bệnh nặng thì em cũng nên về xem thử chứ. Tôi không có công việc hay sao hả? Công việc? Có việc thật hả Keo? Đủ rồi. Sư cô không có bệnh gì nặng đâu. Nhưng bà dù gì cũng cảm ơn thí chủ chệt nhiều lắm. Cả chuyện thuốc và mọi chuyện nữa. Con cũng xem sư cô như mẹ của mình thôi. Con lúc nào cũng quý và lo lắng cho sư cô. Nếu mẹ là người ích kỷ, dứt bỏ trách nhiệm, chỉ lo nghĩ tới bản thân thôi, có còn gọi là mẹ nữa hay không hả? Em quá đáng rồi đó Keo. Quá đáng sao? Quá đáng hả? Như vậy là còn quá ít đó. Con xin phép đi trước. Khoan đã, Kêu. Kêu. Nè, anh dịch. Bỏ em ra. Em nói ra những câu đó, em có nghĩ tới sư cô cảm thấy thế nào hay không? Vì bà có từng nghĩ là Kêu cảm thấy như thế nào không? Cứ làm như Kêu thích hư hỏng đầu đường xó chợ vậy. Có ai từng nghĩ sao lại trở nên như vậy hay không hả? Kêu.
Em quay lại xin lỗi sư cô đi. Đây là nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng sao? Suốt thời gian qua vẫn chưa đủ hả? Em còn có thể gặp được gì nữa chứ? Cứ tới đi, cứ tới hết đi, tới cho đủ đi. Người như em đã sớm chai lì rồi. Em cứ định tiếp diễn nghiệp chướng thế này sao? Phải, cứ để nó tới đi. Người như keo không còn gì để mất nữa. Nếu đã không có ai làm gì vì em thì từ giờ em sẽ tự mình làm mọi thứ cho bản thân mình. Con à? Ở gì vậy chú? Gì vậy? Cho chú hỏi, ở đây có người nào tên Keo không vậy? Keo hả? Chú cũng không chắc là người ở đây hay người mới tới. Keo là gì chú? Là đàn ông hay là phụ nữ? Phụ nữ. Người trẻ trẻ, đẹp đẹp, mặt mũi hơi lai một chút. Chị Keo, con gái sư cô phải không? Không biết nữa. Cô ấy để quên đồ trên xe chú. Chú hỏi để trả đồ cho người ta. Vậy thì chú đi thẳng vào trong kia nha. Có một sư cô đang ngồi cắm hoa ở đó, có thể là Keo ở đó đó. Cảm ơn con nha. Ấy, mà làm sao biết sư cô nào? Ê con à, con đi đâu mất rồi? Thật xin lỗi. Anh tới tìm ai vậy? Tôi mang theo tài liệu của khách đi xe tới trả lại cho khách. Là của ai tôi vậy? Tôi chỉ biết tên là Keo thôi. Cậu bé tôi hỏi ngoài đường lúc nãy, nói tôi cứ đến đây hỏi thăm xem có phải là con của sư cô không. Ồ, để tôi hỏi sư cô thử xem. Sư cô ơi, sư cô. Hèn gì, tôi cứ có cảm giác quen thuộc với con bé. Đúng là Keo thật rồi. Anh muốn gặp Keo. Anh lúc nào cũng mong gặp con. Keo đã dựng ở nhà cũ, muốn gặp sao chưa bao giờ đến tìm đó. Nếu anh tới đó thì mẹ đuổi đánh anh chết thì sao? Chuyện vàng sao rồi hả? Chuyện lúc đó anh thật sự phải làm vậy. Nếu không có tiền, anh không thể thuê xe còn cả tiền đặt cọc nữa. Nên phải lấy tiền của mẹ sao? Em đừng lo nữa, anh sẽ mang tiền về trả lại cho mẹ mà. Mẹ tôi mất rồi. Lúc nào? Cách đây không lâu. Vậy Keo ở đâu? Anh tới nhà nó tìm được không vậy? Nhà cũng cháy rụi luôn rồi. Mẹ cũng mất trong căn nhà đó. Vậy Keo đang ở đâu? Anh muốn tới gặp con. Thí chủ làm ơn được tới gặp con bé lúc này, có lẽ nó sẽ rất bối rối. Tại sao vậy? Ai đã nói gì với con bé? Chắc bà ngoại nó đã nói gì đúng không? Mẹ không hề nói gì quá đáng, chỉ kể những chuyện đã xảy ra. Nếu thực sự thương con
thì làm ơn đừng tới gặp nó, cứ coi như chưa từng gặp mặt đi. Mi sao vậy? Mi không muốn kết hôn. Mi, nếu Mi có thể kết hôn với anh George, cuộc sống sau này của Mi sẽ rất ổn định. Với tư cách là bạn bè, Kêu rất mừng cho Mi. Dù sao thì Mi và anh George cũng đã quen nhau nhiều năm rồi, tốt quá rồi không phải sao? Nhưng mọi thứ thay đổi rồi. Kèo mong Mi cho anh gió thêm một cơ hội, thử quay lại xem sao. Biết đâu là yêu nhau thì sao hả? Ít ra né cũng rất yêu Mi mà. Dạ thưa bà chủ, có cô Reo tới. Con chào bác trai, chào bác gái. Sao đi đâu vậy con? Hôm nay không đi cùng với Mi sao? Con tới tìm George sao? Dạ bác trai, nó ngủ chưa có dậy, cũng không biết mấy giờ dậy nữa. Con có hẹn trước với nó không? Dạ không có hẹn trước. Vậy con ngồi đợi nó một chút đi. Tới gần sáng thằng George nó mới đi ngủ. Nó xem đá banh tới tận khuya, không biết mấy giờ mới dậy nữa kìa. Vậy để con lên trên đó tìm ảnh. Nè Reo, Reo à, cô đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi. Dạ bà chủ. Cô ơi cô. Thiệt tình, con gái cái kiểu gì mà lại lên tận phòng tìm đàn ông chứ? Hai đứa nó chơi với nhau từ hồi còn ở Anh mà. Nó là bạn của con Mi đó, tôi cho phép nó lại gần thằng chó là vì nó đi cùng với con Mi, chứ không phải tự mình tới đây như vậy. Cô ơi cô. Phòng nào hả? Vậy nha Mi, để anh qua đón em. Chờ anh tắm rửa thay đồ rồi qua đón em liền nha. Chỉ một lát thôi, anh thức dậy rồi. Tôi hỏi là phòng nào hả? Là phòng bên đó. Hả? Giót à. Nói nhỏ tiếng thôi. Giót. Dạ. Mi à, anh tắm xong sẽ qua gặp em ngay nha. Đợi anh chút đi. Sao cô lại lên tận đây? Anh cố ý muốn tránh mặt em hả? Có gì mà tránh mặt chứ, dạo này anh nhiều việc quá thôi. Bộ anh quay lại với Mi rồi sao? Sao anh nói là Mi là bạn gái của anh? Vậy còn em? Em còn muốn sao đây? Em cũng hiểu rõ mọi thứ mà. Em biết rõ vị trí của mình là ở đâu mà. Hả? Tới làm loạn cái gì? George à, anh chỉ nghĩ tới bản thân của anh thôi. Còn em và các bạn thì trở thành người sai, còn không biết bị khởi tố vụ án hay không nữa. Chuyện đó em không cần lo đâu ha, anh sẽ lo liệu mọi thứ. George à, anh đừng có đi mà. Em yêu anh. Treo bỏ ra đi. Treo không có chịu rồi đó. Coi chừng mẹ nghi ngờ. Em không quan tâm gì hết. Treo. Em yêu anh. Treo. Được rồi, ở bỏ lại ra. Với em đi mà. Số này mới đúng sát với con số thực tế. Nhiều hơn nè. Nè, sao hôm nay tài liệu cần xếp ký nhiều quá vậy? Nhiều cái gì? Mới đầu tháng thôi nhiều cái gì chứ. Thì tại thấy nhỏ thư ký của bác mang tài liệu vào phòng cậu Pum một lần rồi. Tài liệu gì chứ, đâu có đâu. Nè, vậy con nhỏ Keo đó
vào trong phòng của sếp làm cái gì vậy? Phải đó. Ồ, hèn chi, nó biến đâu mất. Cô ta vô phòng làm phiền sếp chuyện gì nữa? Mi, mình thực sự rất tiếc. Keo và anh Bưng không hề cố ý đâu. Giữa chúng ta, chúng ta chưa từng có gì hết. Trước giờ chỉ có anh Bưng tự suy diễn. Mi yêu anh giót mà. Anh cũng muốn nói với Mi. Hiện tại anh và Keo, tụi anh đang tìm hiểu nhau. Vậy tốt rồi. Em chúc mừng anh Bưng và Keo nha. Vào đi. Có chuyện gì hả Keo? Em muốn hỏi anh Bưng, anh Bưng muốn khi nào em dọn vào ở chung cư vậy? Anh thấy tội nghiệp chứ có yêu cô ta không? Mà hai người hòa hợp được sao? Cô ấy cũng không cùng loại người với chúng ta. Em nghĩ là anh Bưng nên nói chuyện với cô ấy đi. Cứ nói bây giờ anh chưa có sẵn sàng. Nói thử thôi cũng được. Mà em xin anh đó, đừng có đưa con nhỏ Keo đó về chung cư ở nhà anh Bưng. Không được đâu Keo à. Tại sao vậy anh? Em nghe nói đi. Dù sao thì anh cũng là con Lai, là Lai Tây thật sự. Nhưng mà mẹ của anh lại là một người có tư tưởng khá bảo thủ. Nếu như bà biết anh mang một người phụ nữ chưa kết hôn về nhà cùng sống chung với nhau, chắc chắn bà ấy sẽ rất giận. Em đừng khiến cho mẹ của anh có ác cảm về em. Nhưng mà em rất nhớ anh Bưm. Em muốn ở gần anh mà. Kéo, đừng mà. Đủ rồi. Không có sao đâu anh Bưm, đừng vậy mà. Kéo à, đủ anh rồi. Anh Bưm, đừng mà. Nè, bỏ ra đi, kéo. Không có kéo sao đâu mà. Kéo. Không có sao đâu anh. Kéo à. Anh Bưm, tại sao vậy? Chúng ta là... Nhưng mà ở đây là nơi làm việc đó. Nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không hay. Bỏ ra đi. Đây là phòng của anh Bưng mà. Anh Bưng muốn làm gì cũng được Tôi mang tài liệu tới cho sếp ký nè. Mang vào đi. Keo, ra ngoài làm việc đi. Việc chất đống đang chờ kia kìa. Là anh Bưng đã gọi tôi vào mà. Em quay về làm việc đi. Nhưng mà em là nhân viên của bác Chip. Bác kêu em làm gì thì em cứ làm theo đi. Đi đi. Không nghe thấy hay sao? Dạ. Làm sao vậy sếp? Đừng nói là... Sếp chọn rồi đó hả? Đây 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 đây. Đi đưa hợp đồng cho sếp ký sao? Sao nghe bác Chip nói là không cho cô vào đó mà? Phòng sếp chứ không phải là khu vui chơi trẻ con. Vào đó làm chi? Thì anh Bưng gọi tôi vào đó.
Gọi cô vào làm gì? Không có việc gì thì vào đó làm chi? Phải đó, không có việc gì lại gọi tôi vào làm gì? Tôi đang nói chuyện đàng hoàng nha. Cô chăm chọc tôi đó hả? Đây là nói chuyện đàng hoàng sao? Cô chắc chưa? Trời, sao hả? Tát đi. Tôi không ngán đâu. Nhỏ đâu hả? Thôi đi, thôi đi. Đừng má, thôi đi. Nè, tôi nói cô biết, lần sau có làm gì thì nhớ cẩn thận một chút, coi chừng sau này không còn chỗ đứng ở trong công ty đó. Cô nói vậy nghĩa là sao hả? Đúng rồi đó. Cô á, người không còn chỗ đứng là cô chứ không phải là chúng tôi đâu. Lát nữa tôi sẽ mét sếp. Vậy sao? Có từng nghe con trên giường dễ nói chuyện hơn trên bàn chưa? Trên giường. Sếp làm vậy thật đó hả? Bum với con nhỏ Keo đó cặp kè với nhau lâu rồi sao? Chắc là cũng lâu rồi đó. Dạ là Keo, bạn của con. Cũng xinh quá là đó. Là đồng nghiệp trong công ty đó mẹ. Không cùng một kiểu người với chúng ta. Nếu như tôi nói với Mi, cứ thử coi, thì tôi sẽ giết cô. Giết cô chết dưới hồ nước này. Sao anh đưa con nhỏ này vô nhà hả? Anh thèm muốn nó hay sao? Thôi đi, nó điên khùng gì vậy hả? Em điên hả?